Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì trước mặt em đây đó là chiếc Honda Accent phiên bản cao cấp màu trắng. Trong video này thì em sẽ cập nhật cho quý anh chị chính sách giá của Accent thời điểm giữa tháng 11 năm 2024. Accent thì có 3 bản tự động, thì là bản phổ biến nhất đó là bản AT thường với mức giá biết là 489 triệu. Thì hiện tại bên em đang giảm giá cho quý khách hàng là 470 triệu, có tặng theo xe là các cái phụ kiện chính hãng như là phim kích nhiệt, sàn đúc, cao su, bọc vô lăng. Bản đặc biệt thì là phân ở giữa thì nó có mức giá niêm yết là 529 triệu và đang giảm còn 507 triệu. Phụ kiện được tặng thì cũng như phiên bản là AT thường. Còn phiên bản đây là phiên bản cao cấp thì bọn em có mức giá niêm yết là 569 triệu và giảm cho quý anh chị là 545 triệu. Một mức giá rất là tốt. Thì quý anh chị quan tâm có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại thì em báo giá lăn bánh và tính chương trình trả góp cho quý anh chị. Thì giá lăn bánh thì như ở Bắc Ninh thì cộng thêm thời điểm này là cộng thêm 5% lệ phí trước bạ và tiền ra biển, tiền đăng ký đăng kiểm, bảo hiểm thân vỏ. Còn ở các tỉnh như là Hà Nội hoặc là tỉnh như là Quảng Ninh, Hải Phòng vân vân thì thuế sẽ là 12%, được giảm 50%, còn 6% thôi đó. Hiện tại bên em vẫn trợ khách hàng chương trình trả góp tối đa là 80% giá trị xe, thời gian vay tối đa là 8 năm, lãi suất thì rất là tốt. Lãi suất có nhiều gói, gói cố định 1 năm, cố định 2 năm và cố định 3 năm. Thì thường thường là mức lãi suất tối ưu nhất bây giờ là cố định 3 năm với mức lãi suất khoảng từ 7,5 đến 8%. Đó. Các năm sau thì thả nổi đâu đó rơi vào khoảng là 10 đến 10,5% thôi. Vâng, quý hàng chỉ cần có khoảng ngoài 100 triệu thì có thể là sở hữu được chiếc xe rồi. Thì quý hàng liên hệ số điện thoại thì em sẽ báo giá chi tiết chính xác qua Zalo để quý hàng có thể nhận một chiếc xe với sự phục vụ tận tâm, phụ kiện tốt, giá tốt. Ở phiên bản cao cấp này thì bên em có những cái trang bị nổi bật trong phân khúc như là hệ thống Hyundai Smart Sense cho phiên bản Accent cao cấp này. Điểm qua một chút thì hệ thống Hyundai Smart Sense, những điểm nổi bật trên xe thì hệ thống đèn tự động hạ khi có xe đối diện, pha tự động hạ, rồi tính năng cảnh báo điểm mù trên gương, rồi hệ thống cảnh báo hỗ trợ giữa làn đường, rồi hệ thống ga tự động cruise control và hệ thống tự động phanh khoảng cách, tự động phanh khi có phương tiện cắt ngang phía trước và phương tiện cắt ngang phía sau. Accent thì được trang bị nhiều tính năng công nghệ nổi bật nữa như là hệ thống cảm biến lùi 4 cảm biến này, hệ thống cảm biến áp suất lốp này, hệ thống sạc không dây, chuẩn quy trên phiên bản cao cấp này, hệ thống thông gió và làm mát cho hai hàng ghế phía trước, hệ thống ga tự động, cruise control, lẫy chuyển số vô lăng, vân vân. Hiện tại thì bên em cũng có những cái màu xe sẵn giao cho tất cả các phiên bản, đó là màu trắng, màu đen, màu đỏ, đấy là ba màu phổ thông của em sẵn giao cho quý khách. Số lượng cũng không có nhiều, mỗi màu được vài xe. Thì quý khách hàng có thể quan tâm đến phiên bản nào thì xin vui lòng liên hệ một số điện thoại em để trên màn hình. Em cảm ơn quý khách đã theo dõi. Thời điểm thuế trước bạ thì cũng không còn nhiều nữa, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa thôi. Thì tháng này đang là thời điểm cực kỳ tốt. Thời điểm tháng này thì khách hàng có thể thong dong, có thể chọn cho mình một chiếc xe mà không sợ áp lực về chạy thuế, cũng như là sẵn màu dao chủ khách. Thì quý anh chị quan tâm xin lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.